Chào bạn nha, chào bạn đã quay trở lại với kênh Vùng Cao TV của mấy anh em bọn mình các bạn nha. Hôm qua mưa gió quá bạn, mình không ngủ được các bạn nha. Do dậy muộn kìa. Em Khánh Sắt Cài và bác Khuyên đã đi nhấc lưới các bạn ạ. Còn mình với ông Lâm Vlog đang còn ở cái thuyền này các bạn nha. Chắc tí lại phải nhóm cơm. Để đợi bố con em Khánh các bạn ạ. Đấy, thức dậy ở một nơi xa các bạn nha. Một buổi sáng rất trong lành và mát mẻ. Ngủ trên mặt và đập này lạnh lắm các bạn ạ, buổi tối kiểu nó hơi nước sau nó gió ấy, buổi hôm qua nó cũng mưa đó cơ. Ở trên thuyền này không nhóm được lửa các bạn ạ. Ôi nhìn thích thế, buổi sáng ở đây. Đây, chào các bạn nhá. Đây, đón thuyền của bác Quyền này, em Khánh Sắt Cài nào, xem được nhiều cá không các bạn ơi. Ui xời xời, Ba con. ba con nữa các bạn Đang gửi. này, phê phết. Đấy đấy, ui con được cá chi á, Trôi trôi à, trôi trôi, kéo đứt đi. đấy, đứt đi. Cái này được rồi, ok. Được Nhiều phết các bạn nhá, rất là được to ăn này. mà không được để hồ là cũng xuống cho mà nghiêng nghiêng ý. Nhưng coi hơn rồi bỏ. Chạm bóng xanh nghiêng lắm. Khánh đang này. Úi giời. Đây này các bạn nhá. Thích đi. Đấy phải cá các bạn, rất là to nhá. Này. Do cái bè nó bé quá nên là mình không đi theo được các bạn nhá. Mình sẽ ở nhà. Có em Khánh với bác Khuyên đi các bạn nhá. Này. Cá đang còn tươi rất giói đấy. Ui, cá các bạn này. Đây, phê không? Ui. Ui ui. Đấy, đây này. Ui. Ui. Đây là con cá trôi các bạn nhá. Này. Ui ra. Đây là con bơi gớm nhỉ. Xách đuôi mày lên. Đấy. Sướng các bạn. To phết này. Ui à. Này. Đây ra. Sướng phết anh em ạ. Này. Đây. Đây. Ui trời. To thế. Ôi, cho cho. Đấy. 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 To phết các bạn ạ. Tí bọn mình lại tiếp tục các bạn nhá, tí thả lưới nhá. Đây, chào các bạn nhá, đây là bữa sáng đạm bạc của mấy anh em chú cháu mình các bạn ạ. À. Lại cá nướng cơm nếp cái chỗ thử hôm qua các bạn nhá. Thử hết mới nhá. Nấu của Đấy, ăn lom lem này các bạn ạ. Thừa thế nào được, cá nồi canh cá này. Đấy. Đây. Đấy, cá rất to nhá. Đấy. Anh em bọn mình ăn sáng tí lại đi thả lưới tiếp các bạn nhá. Hôm qua là được ba con cũng to phết rồi này. 8 cân đấy. Đấy, tí nữa bọn mình sẽ ăn mừng nhá. Mỗi con chắc phải yến đấy nhỉ, cá này. À chà đấy. Chà chà. Đấy, các bạn ăn cá nhá. Ngon. Ăn cơm nếp thì hơi rồi á, cá nướng này. Ngon đó bạn. Nhưng mà đêm ngủ vẫn cứ đập thình thịch với sáu hơn của ngủ thấp thỏm nhỉ. Ngủ ngon đúng không? Ngon ngon ngon. Tổng bố thì lại đây không việc gì, có cái là được thức cái lúc hắn đập khọp quá là dậy thế nào. Nế cái ni lẹ. Phốc cho bạn. Lào đính tên luôn nè. Đi để muốn quen ông nọ, năm phố ngon sơn được một phố hú nữa. Ngon lắm bạn ạ. Tối qua ngủ à. Tối ra dậy đến 12 giờ rồi nhỉ. Làm nó đó. Quá sướng. Ngủ trên mặt đập này lạnh lắm là buổi tối á. Mà mình có chăn bông thì vẫn lạnh nhá. Có lẽ hôm qua trời mưa. Nếu mà không có cái dây che nhá đâu này. Như cái che mình ngủ dưới cái rèm. Nó tại mình thôi, cả hai cái rèm mình xuống làm cái lạnh. Lại nóng. Thả xuống lại nóng. Nóng. Nhưng mà còn cái lúc lạnh thì ai cũng ngày dậy hạ
Gần lúc đó gần sáng rồi. Cái cơm mà nấu cháy cháy rất là ngon các bạn nhá. Bỏ tí dầu ăn vào. Thôi rồi. Ngon phép. Tí đã xíu là cần bộ bằng rồi đấy. À đúng lúc, đưa. Kinh dưới rồi. Ừ. À? Nhớ. Ngon lắm. Cái ở dưới á. Xém. Cháy. Cái mềm của cua rồi. Nó là trộn nữa rồi. Cái nướng này ngon này cái gì? Ừ. Ăn sôi và ăn canh nướng nó ngon lắm. Ngon. Tôi lấy muối rồi chấm rồi anh. Ừ, thêm tăm chấm nữa. Mắc kẹt ra hết rồi. Có lại. Vô vào để cho nó cửa là nó mệt đi để. Chưa quả chắc gạo rồi lúc nữa. Để làm giống con đời mai chỉ ăn mai lấy. Mày mai đi làm. Mai. Con cá bò bò bằng nấy để mày nó cay ui. Học phòng chứ. Có chứ. Học kỳ băng hàng là tệ. Ông bên đi tới vài chuyện hư ký xe ký xăm xe hạ cầm phá cứ cái nửa. Có đồ với phố hà cây cây. Ông lấy chạy ngay về nhà ta. Làm cái tròi đó. Với thằng ấy ở dưới chỉ chấn đó. Ừ. Một sâu cá tặng nhưng mà cá chấm ở cá mẻ á. Ăn to. Ừ. Làm thịt ra thì ăn không hết. Ừ. Thả nữa ăn nước mắm đó. Đúng ký năm băm ăn cơm với nước mắm. Với cá hàng 18 20 cân á. Nếu là có 3 người thì chả lẽ làm thịt con cá ra ăn. Dạ, yeah, xí. Không hết. Nướng. Tham cục ở đây à. Tôi đó cho câu một suốt đấy chứ cá rô cá ấy. Rồi cho cá đó nhưng mà bây giờ tự dưng làm con cá ra ăn hết vứt đi tiếc của. Cho anh ăn mắm rồi cứ. Và dưới này lấy cá rô của em đi mấy con ăn đi. Còn có đợt thì họ gửi cá về bán cho họ. Đó, về bán mấy sọc xoái hè để lấy rẻ cho. Lấy gần đất nói nhà ai nữa làm. Đúng như mà ai đời mai hành phí ra ở một hàng. 5-6 cân cá ngon. Ăn thì mai ta lấy. Ông chưa tôi với Thúy mới lấy cả một nhiều kỷ niệm lắm. Đi ban đêm thì ở đây buổi sáng mà chưa nắng mấy các bạn nhá. À. 6 đêm chả được cái gì hơ. Nhìn yên tĩnh nữa các bạn ạ. Cái này á. Nước thì xanh gì. À lẹo chi thế thằng à. Mưa cá voi nó xả móng chỉ ở đây phải. Để tôi phải phón đi. Phải phón đi mới kèn câu bữa đọc xong bác ơ. Đấy. Chí to. Bồng bềnh phết ngồi trên thuyền ăn á. Nhưng mà thích lắm mà cảm giác cái này á. Nói chung qua thả lưới chắc phải một cây số các bạn ạ. Đấy từ dưới chỗ mà đập chính kia các bạn nhá. Mà lại tít mãi cho đây này. Mà được có 3 con cá nói chung là cũng hơi buồn các bạn ạ. Được ít quá. Cá nó đi ăn đêm nó ngủ dưới đáy. Cứ tưởng là hôm nay phải được vài con cá là thất bại các bạn ạ. Chứ anh em lại đi đánh tiếp. Ăn sáng xong anh em mình lại đi tiếp các bạn nhá. Đánh cho bằng da cá. Cho bằng da cá thì thôi. Nó ngồi ăn sáng ở đây ăn cơm nhưng mà nó đớp. Kiểu nó lên đấy các bạn. Quạp quạt. Cá cực to phải bằng người khánh chất cài. Cá mẻ thôi. Mẻ không trôi. Còn cá rồng nữa cả nữa. Với lại chấm thôi. Hàng ăn nổi. Còn gáy không bao giờ lên. Lên đồ. Ở đây họ được con gáy một to cho các khoảng hơn yến được không nhỉ? Cá gáy á? Cá gáy thì bọn đầu nguồn hay được. Cá to. Ăn lên. Lên ngược. Hôm nay video buổi sáng của anh em mình đến đây cũng sẽ phải kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Nếu quý nhớ đăng ký và chia sẻ cho anh em Mùng Cao TV các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại nào.